Đây, đồ của em trai nè ha. Đó, cần số đi xi luôn nha em trai, xi cái máy dưới thôi nha, đó máy trên luôn. Qua lăng rồi nè. Đó, ổ đang đề rồi xét gáo hết trơn. Cầm nhiều thái ha, chân là đa số là màu trắng hết nha anh em, không có bảy màu nữa nha. Đây em sẽ xé bịch đi gam là bảy màu nha. Đây ốc của em trai cũng mới gam về ha. Nói chung một nhiêu đây ốc anh em nghĩ đi, gáp thành một chiếc xe nói chung thiếu rất là nhiều nha anh em. Đó thì anh em nghĩ đi, qua lăng nè, đó. Gặp những anh em mà dọn xe khác mấy cái này là người ta bỏ, người ta mua mới rồi nha, thật sự. Cái này nó nằm thấy cũng còn được trên 50% ha. Mình sẽ đóng cái bằng thau lại nha anh em. Đó anh em coi qua lăng là nó xét nghẹt hết trơn về em gam nè ha. Đó ổ lăng đề nè. Đó. Nói chung thì thay đầu zin là xài bình thường nha anh em. Đó riêng cặp cốt máy nè. Đó nói chung cái này thì em cũng gam. Đó sẵn thanh lý cái bộ số, sẵn gam cho anh em sẵn luôn cho nó dễ bán ha. Đó, còn với phần ốc là anh em nghĩ đi. Đó. Cặp cốt thấy còn ok nè, tận dụng lên nè. Đó còn chân cầm mới nè. Đó, chân cầm mới đi gam lại nè, anh em thấy không? Nói chung cứ chút tiền không anh em ơi, chứ không phải là dễ dọn xe đâu. Nè anh em coi nè, đó hồi cũ cái con cua yên kia ngay chỗ này nè, nó mòn lúng hết trơn. Đi mua con cua khác thấy không, đi gam lại cho em trai nè. Ốc nè anh em nghĩ đi, không có đủ đâu. Cái nào xé bịch được thì xé bịch, còn không xé bịch thì đó tiễn theo xe nè. Đó gam lại nha. Đó, riêng phần ốc máy của em cũng giữ được lại được mớ, không đi gam hay xài cho em. Đó, bốn ốc đồ bò nè. Đó. À, dây dầu nè. Đó. Đó. Anh em nghĩ đi, con cui, con bản là yên nè. Đó, nó mòn như thế này á. Đó. Đó, thì em sẽ mài lại xài bình thường tại nằm trong đó, không? Chỉ đi mua tốn tiền lắm, chỉ đi mua miếng thép tồn này thôi. Đó, miếng thép tồn này nó màu xanh nhưng mà nó theo năm tháng thì đi gam lại cho nó tiệp màu ha. Gam là chuẩn màu ốc, đẹp cho anh em luôn cũng như bao chiếc xe khác thôi ha. So còn đẹp nha em trai. Đây là những cái cầm công tắc em bung ra ha, em vệ sinh cho anh em như thế này nha anh em. Đó. Dọn xe ông ai mà có tâm mà bung ra vệ sinh như thế này đâu. Dây nhỏ đứt là không chơi nha anh em. Đó. Tiện vệ sinh vô mở bò cho anh em ha. Đó. Đây đó cầm công tắc nè, tiễn những cái nút gùi như vậy nè, vô đi đông nó mới ok nha anh em, nó không có bị sụp tới sụp lưu nha anh em. Đó vệ sinh sạch sẽ nè, đó chu zin hết nha anh em. Đó đây là em chơi hàng đẹp không à, là hàng xấu là em không chơi nha anh em. Ốc ở đây là em gam hết nha, li ti lít chít nè, bát nè, đó gam hết cho anh em. Đó kể cả mấy cái này nè, đó ai đâu mà rảnh mà dọn xe mà đi gam đi phục hồi lại cho anh em, thấy không? Đây đã vô mở bò ốc rồi hết trơn, mượt mài nha nè, không ai rảnh mà đi làm những cái này đâu anh em ơi nè, thấy không? Chi tiết cho anh em đến mới hết mức có thể nha. Đó, nhà sản xuất ra sao thì em sẽ làm vậy ha. Đó. Đây ốc ở dưới cái cần kéo e nè ha, đây xé bịch luôn cho nó quyết, hàng của Thái nha. Nó đã xong cho em trai nha, mượt mà luôn nha. Đó, bao cho nhẹ luôn, dây nhợ là bao ok luôn nha. Nó lên đĩa giờ chỉ cần cái giắc nấu nữa xong. Tại cầm thắng đùm mà. Để dành miếng lọc gió 99 theo xe nè. Đó. Cho em trai luôn nha, chơi theo xe cho VIP nha em trai. Đó. Đây chơi xe xị ha, thùng.
coi cái hai cái nhanh của đu lái nè, nè cứng còng mà không đó, đó nứt hết trơn. Anh em nghĩ đi, đưa vô ngay chỗ này anh em nghĩ là lạ sụp xịt à, đó dưới cái chui này nữa nè. Đó, thì ở đây em cũng làm như bao chiếc xe khác ha, cái này thì em sơn lại ha, dây nhợ thì em sẽ bấm đầu cót đó, và làm lại hai cái dắt này zin cho anh em ha. Đó, dây nhợ vẫn zin bình thường nha nè, bao cho anh em xài thêm 24 năm nữa ha. Làm hai thùng này zin luôn nha, thùng này zin đây là phải bóp mềm mèo, nó không có găng không có nứt nha nè, còn này là đi bụi rồi nè. Đó đây, đó cái nắp hậu tồn đất cũ nè ha, theo xe là nó có cái gọn sóng ngay đây nè nè, nó gọn sóng, còn alpha là nó thẳng như cái trong luôn nha. Đó, miếng này miếng mới của alpha nè, miếng soi biển số nè, đó gì vậy nè. Đó, còn hai cái nắp nhan thì Sapa lại. Đó, cuối cùng thì cũng xong nha anh em. Đó, hai nắp vàng là theo xe Sapa lại, nắp giữa là tồn đất cũ, hai con ốc theo xe Gam lợi, cái nắp soi biển số mới đó này sơn lại nè ha, vô hai cái chui này theo xe nè đó, bao cho em trai xài á đó. Đó thêm hai nhan nữa nè, chùi bóng lên nè đó. Đó, thấy không? Sơn sơn về ha, là em phơi nắng 3 ngày nha em, mới đem đi bắt châm, mới đem đi dán tem vô nha nè. Đó vậy nước sơn nó mới chết cho nên em, chứ không phải sơn về là dán đi bắt câm liền đâu. Đó riêng tem cắt te ha, thì tem ở dưới nha nè, tem ở dưới là tem zin hàng New Thái nha em. Đó tem trên thấy không, tem trên hàng in nha. Nói chung khách dọn xe không có điều kiện đủ xài tem zin đâu anh em, thì anh em cũng biết là tem zin nó trên 1,5 triệu nha anh em. Đó còn tem gấp ha, tem gấp thì xài tem linh kiện nha anh em, tem linh kiện zin Thái nha anh em. Đó đây chỉ có miếng trên lên thôi, này là zin linh kiện Thái nha, còn nguyên trong túi mà hàng cánh chim á, thì em sẽ chèn hình ảnh cho em xem, mắc lắm nha anh em, không rẻ đâu, kể cả tem này cũng vậy ha. Đó đầu tiên hành em sẽ dán tem nha, đã dán tem xong nha anh em, bao đẹp cho anh em ha. Cái yếm lường New Thái hàng mới nha anh em, nó tầm 220-230 ha, nó không có được dán cái tem trên đâu nè. Đó tất cả hàng New Thái bây giờ nha anh em, nó tem nó về nè anh em, bất cứ anh em mới chơi dòng quay Thái 10 sợ hàng lô hàng nháy, bên đây nó có chữ dạ quan chữ H nè, là đúng hàng Thái nha, hàng tồn hay hàng theo xe đều có chữ H dạ quan hoặc là chữ Honda nằm ở đây hết nha nè. Đó hàng Việt Nam của mình là chữ Honda chìm nằm ở đây nè. Đó còn mà những cái tem mà của giống vậy luôn nhưng mà không có chữ Honda chìm ở đây, chữ H á là hàng lô hết nha nè. Đó nè, ở đâu có cái dán tem trên đâu anh em thấy không. Đó thì em sẽ làm cái độ bóng nha anh em, hồi đó em có làm bán, bây giờ em không có làm nữa anh em ơi, cực lắm, làm cho nó tỉ mỉ giống như theo xe, nói chung mà không phải dễ đâu nha anh em. Anh em ha, đó em đang mài dũa cái độ bóng dán tem trên nè. Đó thường thường là đúng như theo xe là anh em đúc cái miếng tem vô là nó hở bốn cạnh hết, chứ nó không có bằng mà phẳng nha, nó bốn góc phải bo tròn luôn nha nè. Đó bây giờ là tiến hành em sẽ mài ha, làm độ bóng cho giống ở dưới nha nè. Thì những anh em nào hồi trước có mua của em mấy miếng này, nói chung em làm bán trên 500 mấy miếng, làm nói chung mà cũng có nhiều chỗ làm lắm anh em ơi, quan trọng đẹp xấu thôi, quan trọng túi tiền thôi. Đó ở đây em làm cực kỳ mắc chứ không có rẻ, nhưng mà bây giờ em không làm nữa, em làm là giống zin 99% nha anh em. Đó đã làm cái độ bóng ở trên xong nha anh em, đó đầu là tiến hành dán tem ha. Đó, tem trên là hàng in cho em trai được rồi, đó đỡ túi tiền ha, tem dưới là tem New Thái nha anh em. Bắt đầu là dán tem vô nè, cái miếng này hồi nãy em dán một cái hai mặt để em lấy ni để em mài cái đầu bóng ha, bây giờ tem dưới là hàng xé bịch Thái nha anh em, đó nó đế vàng nha. Đó, anh em mua những cái tem thông số đây nè, đó, phải bỏ riêng hết một bịch nha anh em, đó, chứ bỏ chung một bịch đa số là tem lô nhiều nha anh em, tem zin là nằm riêng biệt hết nha. Đó đã xong nha anh em, đó phải dư mí vậy nè, đó để mốt anh em về mà anh em có điều kiện anh em dán cái tem tồn lên nữa thì quá vip ha,
Đó, dọn xe thì nói chung thì túi tiền tới đâu mình chơi tới đó nha. Tem bin thì nó rẻ nha nè. Heo thì cũng mới sơn xong nha nè. Heo này nói chung là quay thái 110, đắt cao nha nè. Lựa những cái phôi nó đẹp ha. Đắt 205 nè nè, thấy không? Đó. 5S, 1 dách ha. Nó mờ mờ nha nè. Những cái linh kiện của con heo thì đây em cũng bỏ bài ra hết ha. Đó, mua là mình chỉ mua cái xác này nè nè. Đó, tiện chọn những cái phôi cho nó đẹp ha, để mua để gì làm á. Quan trọng anh em mua con heo quay thái 110, anh em kêu mở con ốc xả gió này ra được ha, mua găng cỏ ok nha. Con này nó không đường nào mà cú nổi, vẫn dính là hoặc là tuôn găng là nó bị xì nhớt hoài nha, xì dầu hoài nha anh em. Cái thứ hai nữa là hai con ốc dít dẹp này nè. Đó, găng cỏ nó ok, mình mới đậy lên mình nhìn con heo nó mới bắt mắt nha anh em. Đó, còn với này phải mở ra nha, nó chua dữ lắm nha. Em chỉ góp ý chia sẻ vậy thôi. Đó. Mua con heo này không được cái bát đó, giờ mua hai cái bát nè. Đó, mua cái bát hàng zin nha anh em. Đó, hàng zin Việt Nam mà ZX phụ trợ 1 xài chung nha anh em. Đây nè, đó ZX phụ trợ 1 xài chung nè. Đó, 200.000 cái bát nè. Đó, hồi đó em nhập nói chung con trăm mấy gì người ta bán lời mười mấy ngàn nha anh em. Này em mua lợi của người ta ha. Đó, nó cái bát thì nó chỉ có vậy thôi, nó một thiếu một con ốc, con lồng đền quên ở dưới nữa. Đó đó, cái này thì anh tặng cho em đó, anh còn nhiều anh tặng cho em. Nói chung dọn sang chút chút, anh mà chịu tính tiền nói chung mà chịu không nổi đâu, nó thiệt. Cái nào đáng tặng đáng tặng, còn nào tính tiền tính tiền nha anh em. Hai cái bít tông zin nè, đó của ông phu cho một chích ít xài chung nè. Nói chung một bít tông là xài chung hết. Cặp bố thái nè, nè đó, cặp bố thái ca đứt 7 nha. Đó, KAT ca đứt 7, xe nhà đang xài bố này nè. À, con tán ốc xả gió thung mà thung theo xe nè. Đó, hai con này á, hai con củ dít dẹp này với hai con ốc lục giác nè, hồi cũ với cái này đi đó, là của theo xe nè, không có tính tiền nè. Đó, mua được nó còn dính cái gì, còn đẹp thì để tận dụng là xài cho em trai đó. Con này thì tiễn ốc theo xe gam lại nha, đúng lông đền zin của nó là bằng thép nha anh em, chứ không có chơi bằng thao nha anh em. Bằng thao là không đúng của nó nè. Đó, nó nằm đây nha, ốc dây dầu nha. Đó, để dặn vô luôn anh em ơi, cho nó dễ ha. Đây em chơi xe là chơi chi tiết nha anh em, không có chơi mà ở nương ương nha. Đó, còn thung nè. Đó, thung của cái con heo nè. Hồi xưa là nhà Honda mình đã sản xuất là một bịch một cái, bây giờ bịch là 10 cái nè. Đó, anh em thấy không? Đó. Hai con ốc bắt sắt nè. Đó, mở bò chuyên dụng cho trái bít tông với phốt nè. Đó, phốt này nè, không lo bị nở phốt nha anh em. Còn anh em vô mà nhớt nè, với mở bò kia nó nở cái phốt này là trái bít tông nó không có mượt mà nha anh em. À, đó anh em thấy không, em vệ sinh sạch sẽ nè. Đó, bây giờ là tiến hành em sẽ vô nha anh em. Vô như thế này bao cho anh em không bỏ lo bị cắn phốt nha anh em. Cắn phót nhẹ một cái là nói chung là bóp ra bóp vô nó cứng lắm. Em làm lúc nào em cũng chừa có khoảng 2 chiếc bít tông á, để lúc mà anh em về vô cái đĩa hết trơn nha anh em. Đó, quan trọng nhẹ hay nặng là do anh em lấy gió thôi. Cuối cùng thì cũng đã xong con heo dầu ha. Rồi chỉ việc là bỏ vô đĩa lấy gió lấy hơi thôi là lụm. Cái phần đũa lái thì đũa lái đây em đã vệ sinh hết rồi ha. Đó, nhưng mà hai cái thung của em trai hồi cũ là bị nhão ha, giờ thay hai chung thung mới nè. Đó, thung mới nha, đưa vô đây. Thung zin đàng hoàng nha em, không có chơi đồ lô nha. Đó, còn hai con nè, hai con hai kẹp nè, là vô cái biển số với hai cái thung vô biển số nè, với một con ốc ha, nhưng là thiếu một con ốc với hai con lồng đền. Đó, này là theo xe gam lợi nha, còn cái đuôi biển số đây xe bình thái nha. Đây có chữ H ở đây nha anh em, tất cả hàng theo xe đều có chữ H, hàng mới thái đều có chữ H hết. Đây, đây dạ quang đuôi mới, phải chơi cái dạ quang mới cho VIP, cái bịch Việt Nam cho rẻ nha anh em, nhưng mà ở trong vẫn là hàng thái nha. Nè, đó chữ nè. Đó, anh em thấy không? Đều là hàng thái ha, cho nó vô đây nè. Đó, đó không? Nó sụp xịt nè. Anh em phải sẽ dán keo lại cho anh em nó không còn sụp xịt nữa, thấy không? Hai cái thùng này vô đây.
thùng tới rửa tới ở trong nó thùng này theo xe của em trai còn nha. Cái nào còn thì không có tính tiền. À, không lo bể nhựa nha anh em. Để nổi con ốc đồng hồ ha, một con zin một con lô nha. Đó thì hai con này đi gam rồi, đó con này lô mà. Đó anh em thấy không? Em sẽ đổi lại con zin cho khác nha. À, đó, ốc ở đây không thiếu nha anh em. À, đó, đồng hồ linh tinh nè. Đây là cái bờ cổ New Thái nha anh em. Cũng có nhiều anh em mới ra bán, trời ơi đi xé cái bịch cái này đi bán đồ tồn mới ghê. Đây New Thái đây, đó anh em thấy không, nhìn về là biết là ok nè, 1 chấm nè, 2 chấm, 3 chấm nè, đó nó mỏng dánh nè anh em, cầm cái hàng tồn với cái hàng New Thái mỏng dánh nè anh em ơi. Hàng New Thái nè anh em thấy không, mỏng dánh nè, còn hàng tồn á là nó không có 3 chấm này nha anh em, nó dễ thôi chứ gì. Đó, hàng tồn nó không có 3 chấm này, 1 nè 2 3 nè. Đó, hàng New Thái là có 3 chấm nha. Nó đã xong nha anh em. Nó hồi cũ của em trai chỗ này nó bị đứt ha, do bị cạ ngay chỗ cái sâu khỉ nè, thì bây giờ em sẽ đẩy cái cao su lên nha anh em. Nó đẩy cao su lên và dán mà keo chỗ này lại cho em trai ha, tay chỗ này gách nữa nè. Đó, em sẽ dán lại hết, yên tâm không có đứt dây nhợ nha, còn ok. Đó, đã xong nha em. Đây về là bóng mới nha nè, bóng mới nha. Đó, bóng mới chó mới luôn nha. Đó, chó mới hai nhanh cũ theo xe ha. Này chui mới luôn nha nè, này chui mới. Bóng mới luôn. Nhanh zin nha em, hàng gã xe nha. Đó. Đó đã xong ha, ở dưới đây em có chim thùng chống ghè cho anh em luôn ha, bên này cũng vậy nè. Đó. Bao lan can, ở dưới đây là ốc chỉnh chó nè ha, có lông đền gai luôn nha. Đó, đường dây điện thì cũng đã làm xong nè ha. Đó, giặt nhợ đều ok hết nha em trai. Đó, làm một cái cọc bình nè, cọc bình zin nè. Đó, mô bị sườn nè của em, nó chỗ thun này bị gách anh sẽ chế lại nè, dưới đây nữa nè. Đó, nó sẽ mắc ha, đèn chế lại cho đúng zin nha, và sa ba lại ha. Cái tem học bình này là tem in nha em trai, tặng cho em trai nha, dễ dán cho nó giống như nhà sản xuất thôi, nó nằm trong đó cho đẹp ha. Đó, cục chớp sa ba lại nè. Đó, cục IC cũng sa ba lại nè, T0.4 nè. Học đồ, học đựng đồ của em nè ha, đá 99 nè, tháng 1 năm 99, có nước nha, có nước mà cởi nằm trong đó không quan trọng nè, có nước nha. Đó, học bình của em nè, đó, thiếu một cái kẹp ha, thì anh sẽ tới trường gáp đi, anh sẽ đưa vô cái kẹp zin nha. À, lươn gầm nè, đó. Nói chung sạch sẽ, sa ba hết, bao cho em xài ha, đến với em dọn xe là nói chung là sạch sẽ hết nha em. Đó. Tới vô phần vô cái chỗ gấp nha anh em. Đó, chỗ gấp thì hàng xe bịch New Thái nha anh em. Đây, gầm zin nha. Đó thì cũ của em trai là chỉ còn về thôi. Gam là xài đỡ tốn tiền ha. Nhưng mà thiếu con lông đền quên nha anh em, đây. Với cái phe, thấy không? Phe em xài phe này nha. Đó, đưa vô giờ là xài.
nó cứng lắm nha anh em, thứ xe nhà em xài đó. Rồi tiến hành em sẽ gáp vô nha anh em, tha mẫu bò gáp vô nha. Đây. Phốt zin theo xe cũng tiễn luôn. Đó. Nha. Phốt của dĩa nha. Vô đây. Hàng tiễn cho nó rẻ anh em ơi. Xong một cái của dĩa tới cái đùm ha. Ở cái đùm này bạn của hồi đó em lấy trong cái đùm của thằng quay 125 anh em nè. Mặt đạn là 6201 nè. Đó anh em thấy không? Để dành vô xe nhà, mà xe nhà nói chung có chạy đâu nên chia cho anh em luôn. Đó, còn mặt đạn này á, là mặt đạn của hãng nha, hãng NTN nè, cũng chia cho em trai luôn. Đó, nhưng mà cái gon nước nè anh em thấy không? Đó, chơi gon mới đi cho nó biết. Rồi, cũ nó chai cứ ngắt rồi nha, gon này quan trọng lắm nha anh em, không có không được ha. Đó. Đó, tới cái má thắng nha anh em, cái má thắng sau. Đát 99 của em trai nè ha. Đó. Số 9 này ha. Nói chung cái má của em nói chung cũng còn đẹp nha. Đó, bộ thái đây. Cái nào thái là thái, Việt Nam là Việt Nam nha nè. Đó. Ốc Việt Nam nè, đó. Hồi cũ của em cái bát này bát Alpha thanh lý à, giờ chơi bát thái nha. Đây. Bát thái là nó có hàng ở đây, Alpha nó không có, riêng phần nhìn chỗ này nó sao sao anh em, nó không được bắt mắt ha. Hàng tồn nó cũng hàng đây, hàng theo xe, nó giấu hàng nó rất là nhiều nha anh em. Đó, xe bên thái nè. Con ốc nè. Đó. Ốc và chặn nó thắng ngang đây nè ha. Đó. Long đền quên với gon che bụi nè. Long đền mũi tên nè ha. Đó. Nè, gon che bụi nè. Đó, giờ tiến hành vô nha nè. Cốt này là cốt cũ gam lợi nha anh em. Cái nào còn xài tận dụng được thì để là xài nha. Đó. Đây nha. Đó. Đó, em thấy không? Thì bát vô đây. Đó, nó sẽ nằm đây nha. Đó, nó vô đây. Chờ vô bố vô cái. Đã xong nha nè. Đó. Đó, tới phần gác chân nha nè. Đó, gác chân dài á, thì đây hai lỗ này nha, không có quịch nha, lỗ quịch là không có chơi nha em trai với anh em. Đó, cửa còn em dấu chấm xanh nè, nó trùng mã luôn, hiếm lắm những cái mà trùng mã nha nè. Đó, cặp gác chân dài đúng theo xe là KFLK, nó chung 4 chữ cái ha, còn hàng mới là KFL thôi, trừ 1D mấy cái hàng đó không chơi nè. Đây mặt là hết sảy bù chép thấy không. Đó, con thun thì theo xe, con với ốc theo xe, nói chung cái nào còn xài được thì mình gam ra xài, còn cái nào đáng thay mới thay mới nha. Đặc biệt là ở sau nè, đa số là nó lỏng hết, nó thun hết. Bây giờ sẽ xé bịch thái nha nè. Hàng Việt Nam thì cái này nó rẻ thôi, hàng Việt Nam tầm 100 mấy là nó full hết luôn à, mà nó không phê nha nè. Hàng Việt Nam á, chỉ cho nè, cái chữ L nè nó nằm lúc ở trên đây nè, không phê nha. Còn này hàng Thái nha nè. Đó, đặc biệt hàng Thái với theo xe ha, là đặt trong đây nha. Còn hàng Việt Nam nó cũng có đặt luôn, nhưng mà chữ LG nó khác nha nè. Đây. Đó, đúng theo đúng hàng Thái nè, anh em thấy không? Nó có chữ S nè, trên đây nó có số nữa nè. Đó. Hai này thì gam lợi xài, còn đặc biệt cái chốt trẻ nhỏ phải xé bịch, hàng Việt Nam. Mùa Thái nó mắc lắm, chơi Việt Nam được rồi. Những cái nào quan trọng thì xài Thái, còn những cái nào mà không quan trọng xài New Việt Nam cho nó rẻ chút đỉnh nha nè. Đó. Đây, đã xong nha nè. Nó con mé bên bô là ở trong đưa ra nha nè. Đó. Nè, thấy không? Bao sụ nha nè. Đó. Không gớt luôn nha nè. Không? Con đền nè. Không? Bên đây cũng vậy luôn. Đó.
cho qua một bên nha nè. Rồi tiến hành sẽ vô cái tay đĩa nha nè. Đây, tay đĩa tán mới luôn nha anh em. Tay thắng nè, mã Thái nè anh em thấy không đó. Còn tay mình xài tay Việt Nam được rồi, cho rẻ anh em. Còn mua đúng cái tay mà hàng của Thái nha anh em, đúng cái tay mà hàng của Thái nha, nó nằm nguyên trong hộp đó, trên 1 triệu nha anh em, trên 1 triệu ít nhỏ nha. Còn này nói chung mà chưa tới 1 triệu nha anh em, xài này cho nó rẻ nha anh em. Ở đây dọn xem xài loại này không, đúng là hàng zin của Việt Nam nha. Đó, đắt 201 thấy không. Đó, ngon cơm đàng hoàng nha anh em thấy không. Đắt nè, tay xài tay Thái, tay Việt Nam nó không đẹp bằng tay Thái đâu, xài tay Thái cho nó vip. Đó, thấy không, KET thấy không, ốc thì xài ốc Thái KGH không. Đã xong nha anh em. Thì hiện nay sẽ tiến hành đi bắt cam ha. Đó, cam đĩa là ở sau là cáp em nè, có đùm sau nè ha. Đó, đùm trước là chữ Khan nè ha. Đó, niền nè, K7 nè. Đó, ở sau nè. Đó nè thấy không? Nè. Đó, giờ tiến hành sẽ khui ra nha. Đó, đã khui ra nha anh em. Đó, đợt này nó còn tồn lại nha anh em. Đó, xa chân dội nha. Đó, thường thường những cái hàng mới á, cái chữ anh em xài cũng biết á, cái chữ này nằm ngay chính giữa là không có đẹp nha anh em. Đó, còn anh em thấy liền trước không? Đó, 1.2 nè. Đó, nó xa chân dội nhìn thấy đẹp nha anh em. Nè, chân dội này y chang như theo xe luôn nha anh em. Cái chữ nó khắc cực kỳ đẹp nha anh em. Thôi, bây giờ mời tất cả anh em là tiến hành em sẽ đi bắt câm nha anh em. Cũng mới đi bắt câm vậy nha anh em. Bầu đẹp dài ha. Giờ là tiến hành em sẽ sơn chống xét nha anh em. Đó, sơn chống phép và đưa dây tim vô ha. Đó, thì cũng đã sơn không, đã khô nha anh em. Cái này sơn khô lẹ lắm nha. Đó, tiến hành em sẽ vô hai dây tim zin nha anh em. Đó, hai dây tim zin. Vỏ ruột thì xài của thằng Inu Việt Nam được rồi ha. À, đó, Inu Việt Nam ha. Cặp ruột thì xài ruột Genshin nha anh em. Genshin. Đó, đây Genshin nha anh em. Cái phè của cái đầm đĩa trước, cái Ford ha. Đây, cái Ford nằm đây nha anh em. Cái Ford nè. Đó, cái Ford nằm đây. Phe chặn bụi ha, phe chặn bụi của cái mé bình con cóc. Thấy không? Nè, cái phe nằm đây. Đó. Đi gam lại theo xe gam lại nha. Đó, Ford này nó vô đây. Thấy không? Năm con tán đĩa, thấy không? Hài là hàng Việt Nam được rồi nha. Hot đĩa Thái nha. Có cái đĩa ha, đĩa Thái nha. Đó, đúng đĩa gì nha nè, đúng đĩa gì đó, nó có chữ Sun Tat ha. Cực kỳ dày nha. Giờ tiến hành em sẽ vô vỏ ruột nha nè.
kế tiếp em sẽ vô cây đông. Cây đông thì cũng mới sơn rồi nha, này sơn thường nha em trai. Đó thì cái lỗi ở trong vẫn còn này ha, không có tốn tiền mua ha. Đó, trước khi vô đông thì em sẽ giới thiệu sơ lược thì mấy cái phần cầm công tắc với cái ngàm này cũng giới thiệu rồi ha. Trước tiên bây giờ là cặp bộ tài ha, bộ tài Thái nha anh em. Đó, xé bịch Thái. Đó, đúng quay Thái cho 10 là cái này màu trắng nha. Xé bịch trước cho anh em ha, còn gáp thì em sẽ đi qua nhanh gọn lẹ ha. Đù si Việt Nam được rồi nha anh em, bữa đi mắc mưa nè. Si Jin nha, không có chơi si lợ nha, si Jin. À, đi mắc mưa. Hai con ốc, thấy không? Si Jin luôn nha. Đó. Thùng sò khỉ đây. 6 cái. Nhưng mà ở đây em làm thì em sẽ chim thêm một miếng nhỏ nữa để nó không có bị phá thùng nha anh em. Nó giống như cái xe nhà vậy đó nha. Dì gà, thấy không? Nhiều Thái ha. Đây nó có chữ nha nè. Cái dây rút để rút ngay chỗ dây đề ha, dây đề. Long đền đẻ tồn nha nè. Đây nè, gam lợi nè, để đây sẵn phân biệt cho anh em nè. Cái này gam lợi nè, theo xe gam lợi nè, tồn nè, tú bánh chim nha. Đó, anh em thấy nó khác không, màu nó khác ha. Màu gam jean lúc nào nó cũng đẹp hơn gam lợi chứ nha nè, nè không. Rồi, em sẽ mời tất cả anh em là tiến hành em sẽ gáp vô nha anh em. Kế tiếp là vô cái gác máy 2 tầng ha. Thì trước khi vô thì cũng giới thiệu sơ lược cho anh em xem để thay những gì và làm những gì ha. Đó, thì gác máy thì sơn tĩnh điện, hai thùng xe bịch Thái, thấy không? Nè, đó. Thùng này dẻo lắm nha nè, xài xe nhà cũng đang xài nó nè, xài tồn chi cho nó phí tiền nè. Niêu Thái xe bịch là ok. Bốn con bốn thùng, bốn con bốn ốc theo xe gam lợi ha. Đó, còn ở đây thì tiễn cái lò xo theo xe cho em nha, lò xo theo xe nha. Đó, ốc thì theo xe với tán theo xe, riêng thun thì xài xé bịch nha. Nè thun nè, thun này nó quan trọng lắm nha em, nó nằm đây. Đó, nó nằm đây, nó đưa vô cái con này nó mới cứng nha nè. Anh em thấy không, đó, nó mới không bị gần chân như nè. Đó, chống ngang thì xài xé bịch Thái luôn. Đây, nó có chữ V đây nha nè. Nè, chữ V. Rồi, tiến hành em sẽ mời tất cả anh em là theo chân em tiến hành vô nha nè. Anh em thấy không, những cái mà theo xe gác máy đa số nó sẽ mòn nha nè, 20 mấy năm rồi ha. À, thì nó sẽ sụp lên sụp xịt xuống rất là nhiều ha. Thì đây em sẽ cho một mấy cái miếng long đền vên nha nè, bằng thép nha nè. Đó, giống như xe nhà của em luôn. Đó, nó vô nó sẽ nằm ở đây nó chịu ha. Đây em có bán nha em, anh em nào mua nha, có mấy chục ngàn cái thôi nha. Đó, xe nào đây em dọn cũng có, trừ khi những cái gác máy nó mới thì em không có gắn nha em. Gãy gác máy mới nó sẽ nó cái chỗ này nó sẽ khít nha em. Tiếp bây giờ là vô cái thùng xăng nha em, thùng xăng thì cũng mới sơn tĩnh điện về ha. Đó, còn xăng nè ha, dán theo nè ha, dây xăng nè,
nhưng mà thiếu cái bao da nha em. Đó, cái lọc xăng cũ của em thì xài lại nè, thì dưới đây là tốn tiền mua dây xăng với phe rồi thôi ha. Đó, về là theo xe tiễn cho em hình nó tiệp với cái chiếc xe mình dọn nha. Đó, phe nè, phe này phe mới gam lại ha, báo xăng đồ này nọ nè ha. Đó, vô nè ha. Đó, bao xăng zin luôn nha. Đó, phe gài xăng gam lại nè, bản ly gam lại nè. Đó, miếng thép nè. Đó, cái này hàng tồn nha, hàng tồn đi gam lại cho nó tẹp luôn. Ốc này nọ ha, nắp xăng nè. Đó, nắp xăng mới nha, nắp xăng không bao giờ gam được nha nè. Gam là nói chung là nước ở trong đây nè, nó chảy ra hoài à. Nắp xăng mới nha, cho nó whip thùng nè ha. Tại em trai chưa gửi cái yên ha, nên lắp trước, lắp cái bản lề trước. Bản lề thùng đây, thùng theo xe nè, còn cái tiễn nè, ra cho em đỡ tốn tiền ha. 6 cái. Một xe gồm có 10 cái thùng nha nè. 10 cái thùng này. Gáp tới đâu thì mình xé bịch tới đó nha. Còn vô cái yên nữa nha. Tại cái yên của anh em trai em đưa qua sau nha anh em. 2, 4, 5, 6. Đó, này để riêng vô cái yên riêng ha. Đó, cái yên riêng. Rồi mình sẽ vô cái thùng xăng trước nha nè. Để mình dán cái gòn nha nè. Đó, dán cái gòn này vô đây ha. Dán cái gòn này vô đây. Em sẽ chìm 3 miếng thùng nhỏ mỏng ha, tới 3 miếng thùng zin nè. Đó, hàng mới ha. Đó, đưa lên. Rồi mới tới cái bản lề này nha anh em. Cuối cùng thì thùng xăng em cũng đã bắt xong rồi ha. Đó, sơn tĩnh điện, bao vip ha, dây xăng phe nè. Đó. Đó thì còn cái lọc xăng nha anh em. Đó, còn cái bao da lọc xăng với lọc xăng thì lên sườn em sẽ gắn ha. Đó, thì cái phần clip này nó cũng hơi khá dài rồi nha anh em. Thì em xin kết thúc clip tại đây ha. Hẹn chủ xe và tất cả anh em ha, phần clip tiếp theo để gáp dần chân nha anh em. Rồi clip tới em xin kết thúc nha anh em. Chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và em mến kênh Phục Tùng của em, hãy ủng hộ một like, một đăng ký kênh nha anh em, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng cái thái chấm 10 ha. Rồi hẹn tất cả anh em phần gáp chân chân nhé. Thì đồ đạc thì cũng sơn hết mà một chiếc xe của em trai gửi đầu tiên thì đã sơn hết rồi nha anh em. Đó, thì còn cái thùng xăng tại chở không hết nha anh em. Thì bây giờ là tiến hành em sẽ lắp gáp vô từ từ ha. Đó, thì anh em xem coi, dọn hai chiếc với hai cục máy nha anh em. Đó, thì clip nó lên hơi chậm trễ, mong anh em thông cảm giúp ha. Còn anh đây là cái dàn áo của anh em trai ở Biên Hòa, dàn áo tiễn nha nè, lại sơn màu xanh nhớt luôn nha. Đó, thì đồ đạc thì cũng để trong khi chờ đầu sơn thì cũng lắp ráp sẵn hết trơn nha. Đó, vệ sinh sẵn hết trơn cho anh em. Đó, thì những cái khâu mà làm dọn bên em thì em sẽ up lên đây hết ha. Đó, thì giờ mời tất cả anh em là tiến hành em sẽ lắp ráp nha nè.